Xin chào anh em, chào mừng em quay lại với kênh xe 24 giờ của em ạ. Lời đầu tiên em chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Video này em sẽ giới thiệu cho anh em về một chiếc xe mà doanh số số 1 của phân khúc MPV trên thị trường Việt Nam. Và doanh số đó là 3 năm liên tiếp đạt được thứ hạng cao nhất nhì trong doanh số trên thị trường của Việt Nam. Và doanh số của nó thì chiếm 1/2 tổng thị phần của dòng xe MPV ở Việt Nam. Đó là chiếc xe Mitsubishi Xpander. Chiếc xe Mitsubishi Xpander nó sẽ có 3 phiên bản cho em lựa chọn là bản số tự động, bản nhập khẩu, số sàn bản nhập khẩu và số tự động bản lắp ráp trong nước ạ. Cũng như em sẽ tính luôn cho anh em về tổng trên bánh cho anh em Hà Nội, ở tỉnh và ở thành phố Hồ Chí Minh để cho anh em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất, mình mua chiếc xe này không hay cần phải mua những bản cao cấp hơn thì em xin phép được đi vào chi tiết cụ thể luôn cho anh em nhé. Đầu tiên giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động bản nhập khẩu ạ. Với giá niêm yết nó đang là 630 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhá. Khi mà tháng áp dụng trong cuối tháng 5 này thì đại lý chúng em đang áp dụng cho anh em là tặng cho một bộ phiếu nhiên liệu trị giá lên tới 30 triệu đồng đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động bản nhập khẩu này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 698 triệu ạ. Đấy là đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 225 triệu thôi nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 667 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 195 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 685 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 213 triệu thôi ạ. Các chi phí mà em tính vào cho anh em đó chính là thuế cho bạ này, biển số, đăng ký, đăng kiểm, phí bảo trì đường bộ và bảo hiểm trách nhiệm dân sự. Còn một số các chi phí chưa tính vào cho anh em đó chính là bảo hiểm thân vỏ. Bởi vì bảo hiểm thân vỏ nó sẽ là bảo hiểm tự nguyện, anh em có muốn mua hay không mua thì vội thôi. Trừ khi anh em phải mua trả góp qua ngân hàng, phải bắt buộc là phải mua tối thiểu là 1 năm nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn, bản nhập khẩu ạ. Với giá niêm yết nó đang là 555 triệu ạ. Nó cũng là giá tính thuế cho anh em nhá. Khi mà áp dụng chương trình khuyến mại đặc biệt cuối tháng 5 này thì đại lý chúng em đang tặng cho em là một phiếu nhiên liệu trị giá này đến 25 triệu đồng đấy ạ. Còn anh em muốn được giá tốt hơn hay một chương trình khuyến mại cụ thể như nào thì hãy gọi điện cho em qua số điện thoại góc dưới trán màn hình để giá tốt nhất và chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số sàn bản nhập khẩu này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 619 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 202 triệu thôi nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 590 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 173 triệu thôi nhá. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 608 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 191 triệu thôi ạ. Đó. Xe nó có 7 tỉnh thuế cho 12% và có một tỉnh, nó tỉnh Hà Tĩnh sẽ là thuế cho 11%. Anh em ở trong 8 tỉnh đấy muốn được tính toán với tổng trên bánh đang bao nhiêu thì anh em hãy gọi điện cho em hoặc nhắn tin Zalo cho em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để em sẽ tính toán cho em một cách chi tiết cụ thể cho em nhá. Ok, tiếp theo giới thiệu cho anh em về một chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động bản lắp ráp trong nước ạ. Bản lắp ráp trong nước thì với giá niết nó cũng giống như bản nhập khẩu, đó chính là giá niết nó đang là 630 triệu ạ. Chương trình khuyến mại đặc biệt cuối tháng 5 này cho chiếc xe bản lắp ráp trong nước này thì là sẽ là tặng cho anh em một bộ phiếu nhiên liệu trị giá 30 triệu đồng ạ. Và ngoài ra rất phất nhiều phần quà ưu đãi cho anh em nữa nhá. Khi mà anh em liên hệ chúng em qua số điện thoại góc dưới bên trái màn hình để sẽ được giá tốt nhất và một chương trình khuyến mại tốt nhất cho anh em ạ. Cam kết anh em giá lúc nào sẽ là tốt nhất thị trường cho em nhá. Vậy thì chiếc xe Mitsubishi Xpander bản số tự động bản lắp ráp trong nước này lăn bánh Hà Nội giờ đang là 698 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 225 triệu thôi nhá. Còn ở tỉnh thì đang là 667 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 195 triệu thôi ạ. Còn ở thành phố Hồ Chí Minh thì đang là 685 triệu đối với thẳng ạ. Còn trả góp anh em chỉ cần bỏ ra với giá đang là 213 triệu thôi nhá. Ok, vậy thì video này em đã giới thiệu cho anh em về phần giá xe này, tổng trên bánh này và những các chương trình khuyến mại của chiếc xe Mitsubishi Xpander cho cả 3 phiên bản rất là chi tiết cụ thể rồi. Vậy thì video này em xin phép em sẽ dừng video ở đây. Anh em có thấy hay thì bấm like và đăng ký kênh của em nhé, để em sẽ cập nhật về giá xe cho toàn bộ dòng xe của Mitsubishi cũng như các hãng xe khác nhau ạ, như là Hyundai, Kia, Mazda, VinFast, Mitsubishi, Nissan, Ford, rất nhiều các hãng xe trên thị trường Việt Nam, để cho em sự chuẩn bị tài chính của mình tốt nhất. Ok, em xin phép em sẽ dừng video ở đây ạ.
Chúc em một ngày vui vẻ và nhiều sức khỏe. Cảm ơn em đã xem video này của em ạ.